Xe cút hôm nay thì gấp đất bỏ lên xe ben nha các bạn. Giờ hiếm xe lắm cho nên cũng ít đăng video các bạn. Bây giờ bỏ tắn mé trước rồi hồi mới bỏ xe ben. Một xe thì 5 gào nha các bạn. 5 gào thì 120. Gào này khoảng 4 hơn 4 tắc các bạn. Ra chân xịn quá. Lấy ra xa ngoài sông các bạn, tại vì đợt này nắng nóng các bạn, nắng quá trời lâu rồi, không đợi đầu có mưa có một đám một rồi nên nước nó cạn đó. Cạn rồi mình lấy xa ngoài được.
Rồi tiếp tục vượt xích nữa các bạn. Vượt hai đầu luôn rồi. Giờ tài xế lên gắt lại giùm. Rồi vô cái bánh răng rồi đó. Vượt hai bên luôn rồi. Cái cậu đi xích mới được. Cái cậu đi xích rồi, có xích không? Nó không tới. Có xích không? Lấy cộng đi xích. Gà nhỏ, gà mấy nhỏ. Ra ngoài hết luôn rồi.
vô đó. Vô rồi đó. Đâu rồi, vô cái đầu kia được qua được. Ra ra nó quay. Dễ gì nói. Vô đó ra kìa. Vô rồi. Hút đổ nữa hay ta? Hút đổ hay vậy? Không. Con đưa cái đầu nó ra. Có xích á, dưới phà có dây xích không? Phà có dây xích không? Chết mẹ cái chân luôn. Gai sao sao
Vô chưa? Đấy, nó làm anh đi. Quá khó. Đi bán cơm. Cơm. Đẩy dưới vô mới được. Ra đây đi quên chút. Đẩy sâu vô luôn. Thế nổi. Đẩy chân vô, đẩy chân vô. Đẩy chân sâu vô mới được.
Ờ, sâu vô vậy đó. Ừ, vậy đó. Ra đi, tới đây ra đi không vậy? Quê. Rồi, để gì đi. Ra đi, cái giò ông đạp nó thấm thế vậy. Vậy đi mày vô đầu đẳng lên lên rồi quạt đi chỉnh vô à. Chưa lên đến phone kìa. Rồi rồi. Gì nói rồi đáp. Ra đi xin rồi. Yeah.
dễ gì nổi. Vô đó. Cho lên khỏi bên. Không có thế lên. Là vợ cái một hai hai cha vợ đã đi ra đi ra đi vậy nó mới vô được đó. Đẩy dưới là vô bên lên nữa vẹt rớt nữa rồi. Ê ê hút nước trăm mấy. Bỏ lên đi, bỏ lên lại đi. Giò em Tư ơi, cái giò kia em Tư. Ra luôn đi, hỏi cho nó rộng dễ làm. Đẩy vô, bên lên đẩy cái gạo vô. Đâm nước kìa. Bánh phòn hay gì, bánh găng hả?
trời ban luôn các bạn, ban luôn.